Cô xin chào các em đến với chương trình tiếp sức mùa thi của báo Thanh Niên. Hôm nay cô xin giới thiệu với các em chuyên đề tiếp theo của nội dung tiếng Anh. Đó là Subject and Verb Agreement. Trước tiên cô xin giới thiệu với các em những cái câu hỏi trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà cần đến cái kiến thức về Subject and Verb Agreement. Câu hỏi đầu tiên trong đề mẫu của Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Every member of the class were invited to the party by the form teacher. Các bạn hãy tìm cái phần gạch dưới nào cần phải sửa lại để cho đúng. Cái phần này là phần tìm lỗi sai trong đề. Và một câu thứ hai trong đề Trung học Phổ thông Quốc gia 2015. Đây là đề chính thức. The number of homeless people in Nepal have increased sharply due to the recent severe earthquake. Thì các bạn dừng lại để một phút để làm thử cái hai câu này xem mình làm có được không nhé. Và bây giờ cô xin cho đáp án. Câu đầu tiên, every member of the class were invited. Như vậy ở đây cái từ were là sai. Vì sao? Every member were ở đây mình phải dùng số ít, đổi lại là was. Câu thứ hai, the number of homeless people in Nepal have increased. Lỗi sai ở đây là chữ have. Mình sẽ phải đổi lại là has, singular verb. Vì sao? Vì chủ ngữ ở đây mình chia theo chữ the number, con số, số lượng những người vô gia cư đã gia tăng. Thì các bạn thấy làm sao mà mình làm được như vậy? Tất cả đều có quy luật các bạn ha. Sau đây cô xin giới thiệu đến với các bạn một số quy luật về Subject and Verb Agreement. Bài này cô xin chia làm 3 phần. Part A, Singular Verb. Ở đây cô liệt kê tất cả những cái công thức, những trường hợp mà các bạn bắt buộc phải dùng động từ số ít. Luật thứ nhất, nếu như chủ ngữ là gerund, gerund là gì các bạn? Gerund là verb in, to infinitive làm chủ ngữ thì động từ bắt buộc là số ít. Các bạn thấy running 24 miles is a real challenge. Bình thường thì mình sẽ thấy là động từ sẽ chia theo cái chủ ngữ trước đó và mình sẽ dễ nhầm lẫn là miles là số nhiều. Nhưng mà thật ra ở đây mình sẽ chia theo chữ running. Cái việc chạy 24 dặm thật sự là một thử thách lớn. To err is human. Các bạn thấy chủ ngữ ở đây to err là một to infinitive và động từ sẽ là singular. Cô sang luật thứ hai. Luật thứ hai, nếu như chủ ngữ chỉ về khái niệm thời gian time, tiền bạc money và khoảng cách distance thì động từ sẽ là số ít. Cô cho 3 ví dụ tương ứng với 3 cái chủ ngữ chỉ 3 khái niệm. 100 kilometers is. Các bạn thấy 100 kilometers is a subject of distance. 8 hours of sleep is. Mặc dù 8 tiếng đồng hồ ngủ 8 tiếng đồng hồ nhưng mà động từ vẫn là số ít. $1 million is. Như vậy $1 million là khái niệm về thời về money. Mình mặc dù rất là nhiều, 1 triệu đô nhưng mà mình vẫn dùng số ít các bạn. Các bạn nhớ dùng câu subject of distance, time and money. Luật thứ 3 vẫn nằm trong phần A là singular verb. Singular nouns that end with s. Có một số danh từ các em nó là số ít nhưng mà cái hình thức của nó lại tần cùng bằng S. Và nhiều bạn nghĩ là nhầm lẫn đây là danh từ số nhiều. Trong trường hợp này mình vẫn chia singular verb. Thường các từ này nó tập trung vào 3 chủ điểm. Thứ nhất là subjects, các môn học. Thứ hai là diseases, các loại bệnh. Thứ ba là sports. Và thứ tư là một số cái trường hợp mà cô kể thêm. Các bạn có mathematics, economics, môn kinh tế học, physics, môn vật lý.
measles bệnh sởi, mumps quai bị, diabetes bệnh đái tháo đường, rabies bệnh dại, dominoes, billiards, darts một số môn thể thao, ví dụ darts là ném phi tiêu, billiards là bia, dominoes. Một số từ khác như là news, tin tức, the United States, nước Mỹ, the United Nations, Liên Hiệp Quốc. Các bạn thấy, tận cùng bằng S nhưng mình vẫn dùng singular verb. Nhìn vào ví dụ của cô, mathematics is not my major subject. Mathematics is. No news is good news. Rule number 4. Nếu như chủ ngữ các bạn thấy có những từ như every, mỗi một, each, another, một cái khác, một người khác, either, neither, more than one, hơn một, many a ở đây cộng với singular noun, nó có nghĩa là nhiều. Nó hoàn toàn tương đương với many cộng danh từ số nhiều các bạn. Every subject one và cộng với every subject two. Các bạn vẫn dùng singular verb. Every man, woman and child needs love. Yeah, tất cả mọi người ha, dù đàn ông, đàn bà hay là trẻ con gì cần tình yêu thương, needs. Many a student, thay vì các em nói là many students thì động từ số nhiều, nhưng mà many a student thì động từ số ít và nghĩa vẫn tương đương. No teacher and no student was present yesterday. Như các bạn thấy, no cộng với singular noun và động từ là số ít. Rule number 5. Các bạn có one of và each of. One of là một trong những, each of mỗi một, thì các bạn cũng thấy là mình sẽ dùng singular verb. One of my friends was there. Như vậy mình không chia theo chữ my friends mà mình chia theo one of, một trong những người bạn của tôi đã có mặt khi tai nạn xảy ra. Was there when the accident happened. Rule number 6. Either of, neither of. Either of nghĩa là gì các em ha? Either of là một trong, hoặc người này hoặc người kia, một trong hai. Neither of là cả hai đều không. Sau hai từ này, bởi vì hai từ này dùng cho hai người hoặc hai vật, thành thử các bạn phải dùng plural noun hoặc là đại từ, nhưng động từ vẫn chia số ít. She has two sons. Neither of whom is staying with her at the moment. She has two sons. Neither of whom is. Động từ is ở đây mình chia theo chữ neither of whom. Yeah, neither of whom. Neither of whom. Như vậy là chia số ít. Cô ấy có hai người con trai và cả hai người này đều không, hiện tại không ở với cô ấy. Rule number 7. None of. None of thì khác với neither ở chỗ là none of dùng cho ba người hoặc ba vật trở lên. Sau none of các bạn dùng cho cô plural noun hoặc là uncountable noun hoặc là pronoun là đại từ. Và động từ vẫn là singular verb. None of my friends is. None of the furniture is. None of us was. Các bạn thấy ha. My friends là plural noun. The furniture là uncountable noun. Và none of us, us ở đây là pronoun. Và tất cả đều chia động từ số ít. Cô sang rule number 8. Cái luật này nó, luật số 8 này nó hơi lạ với các em một chút xíu. Tại vì cái này trong chương trình phổ thông không có đề cập tới. Cái này là một cái phần nâng cao. Ở đây khi chủ ngữ là một mệnh đề thì động từ là số ít. Và nếu chủ ngữ là một mệnh đề thì mệnh đề này được gọi tên là noun clause. Làm sao để các em nhận diện được noun clause các em? Noun clause là một mệnh đề. Nó bắt đầu bằng chữ that hoặc là một cái question word. Ví dụ như là who, ví dụ như là where, ví dụ như là which, ví dụ như là how much, how many. Hoặc là chữ if, hoặc là chữ whether.
Các bạn thấy nó cũng dễ, rất là dễ dàng cho các bạn nhận diện. Cô cho ví dụ, that the world is round is a fact. Các bạn thấy the world, nhưng mà trước đó có that, thì mình sẽ thấy rất là ngạc nhiên đúng không? Tại sao là the rồi còn dùng that nữa? That này là không phải đi với chữ world mà mở đầu một cái noun clause làm chủ ngữ. Mình sẽ dịch là cái điều rằng trái đất thì tròn là một sự thật. Whether it rains or not, doesn't matter. Chủ ngữ ở đây là từ chữ whether tới chữ not. Và noun clause này bắt đầu bằng chữ whether, mình dịch là liệu rằng. Và sau cái chữ whether này thì các bạn có subject là it, rains or not là vị ngữ, là cái verb. Câu cuối cùng, whoever phones at this time is impolite. Thì các bạn thấy chủ ngữ cũng là từ chữ whoever cho tới chữ this time. Và động từ chính trong câu này là chữ is và được chia ở singular form. Ai, bất kỳ ai mà gọi vào giờ này thì không có lịch sự, impolite. Các bạn thấy is, doesn't và is dùng ở singular verb. Các bạn nhớ nhé, đây là một cái trường hợp khá là lạ. Noun clause làm chủ ngữ thì động từ chia số ít. Rule number 9. Mình có những cái đại từ indefinite pronoun, là những đại từ bắt đầu bằng any, every, some và no. Các bạn có thể kết hợp là anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, someone, something, somebody, no one, nobody và nothing. Thì tất cả những từ này nếu làm chủ ngữ, động từ các bạn chia cho cô số ít. No one is late today. Anyone who is interested may take part in the contest. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau, thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển đại học chính quy theo hai phương thức. Một, xét tuyển thí sinh đạt điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia do Đại học Quốc tế Sài Gòn quy định. Hai, xét tuyển học sinh có điểm trung bình các môn thuộc khối xét tuyển và cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên. Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển cao đẳng chính quy đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô sang Part B, đó là những trường hợp các em phải sử dụng plural verb. Cô bắt đầu với luật số 10. Luật số 10 cho thấy là nếu như có hai chủ ngữ subject 1 and subject 2 và nó nối nhau bằng từ and thì các em sẽ dùng plural verb, động từ số nhiều. Tuy nhiên, các bạn nhìn chú ý vào cái ví dụ của cô và sẽ thấy đây là một cái trường hợp khá là đặc biệt. The famous writer and actor is. Cũng tương tự như vậy, the writer and the actor nhưng mà là are. Thì ở đây tại sao câu đầu tiên thì là dùng is, mặc dù cũng có hai subject nối với nhau bằng từ and. Các bạn thấy đây là trường hợp một người nhưng mà làm hai nghề.
vừa là writer, vừa là actor. Thì là một người thôi. Các bạn thấy có một mạo từ the thôi. Thì ở đây động từ sẽ là is. Và câu thứ hai thì là có hai người. The writer and the actor are. Nhưng mà nói chung là hầu hết các trường hợp có hai chủ ngữ nối với nhau bằng chữ and thì các bạn chia cho cô động từ số nhiều. Rule number 11. Những cái danh từ mà nó luôn luôn, bản thân nó luôn luôn là số nhiều. Đọc lên các bạn đã thấy là nhiều người. People, đó là động từ số nhiều bất quy tắc. Police, cattle, poultry, trousers, scissors. Các bạn thấy là people là nhiều người, police, cảnh sát, nói chung nhiều người. Cattle, gia súc. Poultry, gia cầm. Trousers, luôn luôn quần là nó có hai ống số nhiều. Scissors, có hai cái lưỡi, như vậy luôn luôn số nhiều. Plural verb. Những cái tính từ mà nó đi được với mạo từ the để chỉ một nhóm người. Ví dụ như the poor, the rich, the young, the old, the Japanese, the Vietnamese. Các bạn cũng chia cho cô plural verb. The police are questioning the witnesses. Cảnh sát đang chất vấn, nhân chứng. The Japanese are industrious. Người Nhật, người Nhật nhìn chung là rất là chăm chỉ, cần cù. Chúng ta sang luật số 12 ở Part C. Ở Part C thì cô ghi là singular or plural verb. Như vậy là những trường hợp ở Part C thì các bạn còn chưa biết chắc được cái nào là số ít, cái nào là số nhiều. It still depends on the subject. Các bạn thấy rule number 12, mình có cặp either or. Either or là hoặc người A hoặc người B. Neither S1 nor S2, cả A lẫn B đều không. Not only S1 but also S2, không những người A mà còn người B. Hoặc là S1 or S2, có nghĩa là hoặc là người A hoặc là người B. Thì các bạn nhìn thấy cái mũi tên nó đã chỉ cho các bạn là verb agrees with the nearest subject. Như vậy là trong trường hợp này là động từ nó sẽ hòa hợp chia theo chủ ngữ gần nhất là chủ ngữ thứ hai. Cô cho ví dụ. Neither she nor I am going to the fair. Các bạn thấy subject 1 là she, subject 2 là I. Như vậy là động từ mình sẽ chia theo chữ I. Mà I thì phải là I am, chứ không phải là I is. Neither she nor I am going to the fair. Cả cô ấy lẫn tôi đều sẽ không đi hội chợ. Not only her parents but also her brother is attending her graduation ceremony. Không những bố mẹ của cô ấy mà còn anh của cô ấy, còn em của cô ấy cũng sẽ tham dự cái lễ tốt nghiệp của cô ấy. Thì ở đây các bạn thấy có nhiều người, her parents, her brother, nhưng mà chia theo chữ brother thôi, đó là is các bạn. Rule number 13. Nếu chủ ngữ 1 được nối với chủ ngữ 2 bằng những cụm như accompanied by, đi cùng với, together with, cùng với, as well as, cũng như là, along with, cùng với, hoặc là subject 1 đi trước một cái cụm giới từ bắt đầu bằng chữ of cộng noun phrase, cụm giới từ, thì các bạn sẽ chia động từ theo chủ ngữ đầu tiên. Verb agrees with the first subject. Các bạn nhớ ghi chú lại cho nó đầy đủ nha. Các bạn nhìn vào ví dụ của cô. The boy together with his parents. Và ở đây mình chia động từ theo chữ the boy. Thằng bé cũng như là ba mẹ của nó sẽ đến dự. The increasing use of foreign goods. Mình không chia động từ theo chữ goods các em nha. Mình sẽ chia động từ theo chữ use. The increasing use. Việc sử dụng hàng hóa ngoại nhập ngày càng nhiều, nó là một cái mối hiểm họa, sự đe dọa đối với quốc gia. Menace là đe dọa, hiểm họa. Rule number 14. Cái luật này nó khá là
hơi phức tạp và dễ nhầm lẫn, các em chú ý. Group nouns, khi danh từ tập hợp, group nouns là danh từ tập hợp. Làm chủ ngữ, danh từ tập hợp là thế nào? Là một danh từ nhưng mà chỉ một nhóm người. Cô cho ví dụ, club, một câu lạc bộ. Family, một gia đình. Staff, đội ngũ giáo viên. Đội vụ nhân viên. Teaching staff thì là đội ngũ giáo viên. Crowd, đám đông. Government, chính phủ. Choir, orchestra, committee. Tất cả những từ này nó đều chỉ một nhóm người. Như vậy, khi nào thì mình dùng singular verb? Mình sẽ dùng singular verb nếu như cái ý của câu ám chỉ đến một tập hợp. Coi như cái nhóm đó là một tập hợp. Các bạn nhìn ví dụ sẽ rõ ràng hơn. Our team is going to win the game. Đội của chúng tôi sẽ thắng. Sẽ thắng trong cái trận đấu đó. Thì ở đây người ta, đây là một cái dự đoán và người ta ý nói là đây là thành công của cả một đội. Cả một đội banh sẽ chiến thắng, đội của chúng ta sẽ chiến thắng. Chứ người ta không có muốn nói tới là người thủ môn hay là người hậu vệ hay là tiền đạo nào trong cái đội đó chiến thắng. Mà đây là regarded as a unit. Câu thứ hai, nếu group nouns được xem như người ta muốn nói tới những thành viên trong cái nhóm đó thì mình sẽ chia động từ số nhiều. The class don't understand what the teacher is saying. Các bạn thấy the class ở đây chính là những người học sinh trong cái lớp đó. Học sinh không hiểu giáo viên nói gì cả. The class don't understand. Ở đây mình không có nói như là một tập thể mà ý là những người học sinh trong cái lớp đó. Và như vậy mình sẽ dùng plural verb. Bạn lưu ý cái trường hợp này nha. Rule number 15. Cái luật này thì rất rất là cơ bản. Các bạn đã được học từ hồi lớp 8, lớp 9. Mình đã được biết đến a number of đi với plural noun. Và nó mang nghĩa là a lot of. A number of means a lot of. Mình chia plural verb. The number of thì mình mang nghĩa là số lượng hoặc là con số. Sau the number of vẫn dùng plural noun nhưng verb là singular. Vì con số, các em thử tưởng tượng con số nó lên hàng triệu, hàng tỷ nhưng nó vẫn là một con số thôi. Nên mình chia theo singular verb. The amount là một cái lượng gì đó. Sau the amount mình dùng uncountable, danh từ không đếm được. Và động từ sẽ là singular. The number of boys in our class is 11. Số lượng nam sinh trong lớp chúng tôi là 11. Có 11 bạn nam. A number of students in our class. Rất nhiều học sinh trong lớp chúng ta hát rất là hay. Sing. The amount of tax depends on your income. Cái thuế bạn phải trả bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái thu nhập của bạn. Cô sang luật số 16. Luật số 16, các em sẽ thấy luật này nói về những cái từ chỉ số lượng. Khi các bạn gặp những từ chỉ số lượng như là a lot of, some of, all of, most of, hoặc các bạn sẽ gặp những cái phân số ví dụ như là two thirds là bao nhiêu các bạn, các em ha, 2/3, hoặc là các bạn gặp những phần trăm ví dụ 90%, 80%, 100%, the majority of, đại đa số, thì trong trường hợp này động từ sẽ tùy thuộc, sẽ chia theo cái danh từ nằm đằng sau. Ví dụ như là a lot of mà cộng với plural noun thì động từ sẽ là plural verb. Nếu a lot of cộng với uncountable noun thì các bạn sẽ chia động từ là singular verb. Các bạn nhìn ví dụ giùm cô. 2/3 of the money is mine. 2/3 số tiền này là của tôi, thuộc về tôi. 60% of the students in our class come from. 60% học sinh trong lớp chúng ta là đến từ Mỹ. Như vậy come from, ở đây mình dùng plural. Rule number 17. Cấu trúc này rất là quen thuộc với các bạn, nhưng mà nếu mình không để ý, mình vẫn có thể làm sai các em nha. There là có,
there là thường đi với động từ to be. Và to be này, khi nào mình dùng there is, khi nào mình dùng there are các em, nó tùy thuộc vào cái object nằm đằng sau động từ to be. Object này, ví dụ there are four hurdles to jump. Phải nhảy qua bốn chướng ngại vật. Thì ở đây four hurdles mình sẽ dùng là plural. Mà there is a high hurdle to jump thì sẽ đây là singular. Cô sang luật số 18. Cái luật này cũng có vẻ rất là khó đối với các em. Lý do là từ cấp 2 đến cấp 3 mình chưa hề học cái luật này. Cái luật này nó nằm trong cái phần đảo ngữ. Khi các bạn có những cái cụm chỉ nơi chốn và phương hướng đặt ở đâu, adverbial phrases of direction and place, thì các bạn sẽ đưa nguyên cái động từ lên trước subject và động từ này được chia theo subject. Trường hợp này các em lưu ý là không dùng trợ động từ luôn các em nha. Ví dụ under the tree was sitting an old man, chứ mình không có nói là under the tree was an old man sitting. Không có đảo ngữ giống như những trường hợp thông thường mà mình sẽ dùng đưa nguyên động từ lên trước. Nhưng mà trường hợp này thì nó cũng chỉ dùng được với một cái số lượng giới hạn động từ. Thì các em có thể dùng với động từ to be, động từ sit, stand, lie, go, come. Cô vừa trình bày xong chuyên đề tiếp theo là về subject and verb agreement. Hy vọng chuyên đề này sẽ giúp các em học tốt. Xin chào tạm biệt các em.